Rồi, đến hàng lại lên nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đinh Ba Búa nha. Rồi thì hàng dạo này nó giờ ít lắm các bạn, cho nên là lô này nó giờ lúc sáng nè. Lúc sáng mình có live stream đó bạn, thì nó giờ ít lắm, không có nhiều đâu. Thì mình cũng giao hết một mớ rồi. Sáng giờ thì những cái hàng mà những anh em đại lý họ bao đó bạn, tức là mấy Maru ở đưa đây mình lên không có Maru đâu, tại vì Maru mình đóng đi hết rồi, anh em đại lý người ta lấy hết rồi. Thì ở đây Maru mình đóng đi hết rồi nè bạn, đóng đi hết rồi. Thì hồi sáng giờ mấy anh em cũng bóc một số rồi bạn, thì nó chỉ còn lại những cái hàng này là những cái hàng này là tức là những anh đại lý anh chưa có bao, cho nên là mình lên video nha. Những cái hàng nào mà đại lý họ bao rồi á thì mình sẽ không bao giờ mình lên video nữa, mình bán luôn, mình soạn mình để riêng ra hết luôn. Thì hôm nay mình soạn cho các bạn chỉ được nhiêu đây thôi, tại vì nó giờ cũng ít thôi bạn. Hôm nay có hai con Echo mới ken nè các bạn, giờ để trưng bày cũng được nè, ốc án đồ nhắn tin nè. Hai con này nó có 1.6 thôi, con màu xanh kia là 26, cái con màu cam là 26, con màu xanh là 22 các bạn. Có logo Matsu bé bé xinh xinh nè, với lại lô Tanaka nè các bạn. Lô này nó có 4.8 thôi mà 8 cây luôn. Các bạn giờ bán 4 cây đủ vốn rồi nha, 4 cây đủ vốn rồi, còn 4 cây các bạn lời. Đó, anh em nào bán mà trên mạng đồ thì lấy dòng này bán nha. Dòng này nó rẻ các bạn, bán trên mạng nó mới dễ. Rồi, lô 12 này, lô này là Tanaka chữ A các bạn. Còn lô này là lô Rubin 26 nòng 34 các bạn, 26 nòng 34. À, hôm nay mình có cái lô Rimi hợi nè bạn. Dòng này bữa nay nó là thuộc phân khúc hợi rồi nha các bạn. Tại vì cái thằng Rimi này bây giờ thời buổi xăng lên giá mà quỷ này nó lợi xăng các bạn. 26 nòng 34 nữa, chạy bao lợi xăng luôn mà bao bền nha. Mà thằng này nó có bán IC mới bạn, anh em nào muốn mua IC mới thằng này á thì các bạn gõ là Nguyễn Trung Tính ở Cà Mau nha, nó ra thôi. Thì cái lô này toàn 26 thôi bạn, mình thấy toàn 26 thôi. Đây nè, 26. Có cây 23 mà cái cây 23 này là tùm rời luôn các bạn. Cái cây này 23 này nó ngang ngửa giá với cây 26 luôn nha các bạn. Tại vì cây 23 này nó tùm rời mà hợi này là hợi đời mới luôn, hợi VIP luôn. Đó. Cổ mới xu. Đây các bạn, thấy không? Đó. Rồi. Lô này thì nó có lô 14 các bạn, 5.1 thôi. Ở đây có lô VIP này, lô này mình thấy nhiều anh em cũng hỏi lắm bạn. Dòng này thì nó là Echo 253 sang trên các bạn. Cái anh thợ mà anh mua cái lô này này, lần nào mình lên video là anh mua nhanh lắm bạn, mua cực kỳ nhanh luôn. Mà anh thợ này hình như anh giấu tên hay sao, hoặc là anh ẩn danh sao, không bao giờ anh ra mặt. Không biết anh thợ này anh tên gì luôn, không bao giờ thấy anh ra mặt nha. Mà anh mua cái lô này mua rất nhanh luôn. Chắc anh bán cái lô này ông lời lắm sao mà thấy im ru à. Chả bao giờ có ra mặt luôn á. Không biết anh này là anh tên gì, anh ở đâu luôn á đó. Đó, tại vì Đinh Ba Búa mình không có nắm sổ, không có chốt đơn nha. Thư ký nó chốt đơn mình có biết ai mua đâu, mình chả biết ai mua máy này luôn. Nhưng mà cái thằng này nó là Echo 253 sang trên, cần xây 380 độ. Đó, dòng này là bán thì thôi, bao rồi thôi đó. Còn thằng này nó làm chủng đét luôn, Nhật nó làm sướng lắm mà, không có giống như thằng Tàu. Rồi, hôm nay có lô Singu nòng 34 nữa nè các bạn. Lô này có 1.4 thôi mà nòng 34 chạy chết luôn. Nó xài chế quanh bò ró và bò rú bò rống gì đó bạn, bộ chế nó hai kim á. À, có lô Makita với Rubin đó bạn, Makita Rubin hợi nè. Có cây vàng vàng đó là cây hợi đó bạn, cây vàng đó là cây hợi nha, cây vàng dưới á. Này là Tanaka, hai con này có 1.000.000 thôi. Tanaka màu đen các bạn, tum nhôm tum rời. Tanaka này chạy bền lắm nha các bạn, vỏ nó đen thôi nhưng mà chạy bao bền luôn, bao mạnh. Tanaka đen này nè, nổ bao giòn luôn, nổ giòn lắm nha. Bạn nào chưa thử dòng này thì thử nha, nổ bao giòn luôn. Rồi, lô này là lô Tanaka chữ A luôn bạn, nhưng mà nó màu xanh. Mình phân loại màu xanh ra cho nó đẹp bạn, tại vì như nói dù kia là một loại bạn đó, nhưng mà thằng này nó màu xanh bạn, nên là mình riêng ra. Có lô đầu máy nữa bạn, lô này đầu máy nha. Đầu máy này thì nó có hên xui nha các bạn, đó bên Nhật nó giờ vậy thôi á, nó hên xui là 1 triệu đó. Rồi có lô giá rẻ nữa nè bạn, lô này thì có 400 cây thôi, nhưng mà cái lô này mình trừ cho 400 luôn, 400 cây là trừ 400 luôn, tại vì mình thấy con cây con cần nè bạn, cây con cần đó. Với lại hai cái cây này là hàng giá nó rẻ hơn, tức là nó rẻ hơn bạn, cho nên là mình trừ 400 luôn, chứ không phải cây còn con mà trừ 400 nữa nha. Hai cây đó nó rẻ hơn.
mình tính cho nó cho các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, xong 424 trừ 400 còn 2 triệu đó các bạn, rồi bò nguyên nè. Rồi thôi vô đi các bạn, vô đi. Cái con này là con 253 nha các bạn, có đời. Thì cái con này mình thấy nó còn mới lắm nha, nó là cái giá nó hơi cao một tí, cao thêm 150 thôi, không có nhiều đâu, nhưng mà nó mới lắm, hơi thì ok luôn nè, hơi dữ lắm, dây giật trắng nè các bạn, hơi nè, hơi dữ lắm nha. Rồi con này có cục đời luôn đó, con này đỡ cho bạn 800 thôi, con này là bao sống cho bạn luôn, con này bảo đảm sống 100% luôn mà, con này á còn cục đời luôn nè các bạn. Đó, đồ bò còn nguyên si luôn mà còn mới lắm, 253 mà nó còn mới về là hiếm lắm nha các bạn. Bô nó còn trắng nè, bạn thấy không, cục đời còn nguyên si liền lạc, đồ bò nó còn liền luôn, dao nó còn luôn nè. Rồi con này đỡ cho anh em 800.000 thôi, con Echo 253 nha, có cục đời nè. Đó, nhiều anh em hỏi dòng này giờ nghiên cứu lắm, nhất là anh em thợ xe máy á, có 800.000 giờ nghiên cứu nha. Con này hơi dữ lắm nha các bạn, hơi dữ. Máy đẹp, bao là bao con này là bao sống cho các bạn luôn, bảo đảm sống, hơi chắc nịch luôn. Đó. Rồi, có con lô này là 1.2 triệu nè. Cái lô này 1.2 triệu mà các bạn nhìn nè, cái con này là tôm bự nè các bạn, tôm bự, đó. Tôm bự nha, chắc là máy nó cũng bự luôn á. Con này là Shinowa S 2 máy đây. Con này là S 2 máy không biết luôn các bạn, nó chạy mẹ rồi. Đó. Còn con này là Rubin các bạn, Rubin gì đây không biết luôn á. Con này mình không biết máy gì luôn nha các bạn, bán lụi mà. Bán rẻ các bạn, bán lụi. Con này bán lỗ các bạn, bên Nhật nó tính mình cày bán lỗ. Đây các bạn, Rubin nè. À Rubin 02, 02 các bạn. Còn con này nó là Kawasaki. Kawasaki các bạn nè, đó. Còn con này nó là Shinowa S20-23 các bạn, 20-23 á. Thì ba con này nó có 1.2 triệu thôi. Thì các bạn làm nổ con bán 1.2 triệu thôi. Còn hai con kia các bạn thích bán nhiêu bán. Đó. Lô này là lô số 1 nha các bạn, lô số 1. Còn cái con này không phải lô nha các bạn, con này là các bạn mua các bạn chụp màn hình lại. Chụp màn hình lại rồi nhắn cho thư ký nha. Còn cái đầu đây 1 triệu nha các bạn, đầu đây 1 triệu là thì trong mấy cái đầu đây nè, nè, bố con đó nè. 1 triệu là hết luôn các bạn, hết đống này luôn á. Nè có nhiều con này, nồng nó còn mới ken nè bạn, thấy không? Đó, đó, thấy không? Thấy không? Nhiều con nồng nó trắng tinh nè bạn, mới ken à. Ừ. Này nữa nè. Con này nồng nó dính là dơ nè bạn, bên Nhật nó tháo tùm lum ra nó dơ. Này là Rubin Cock các bạn. Ừ. Đó, này nồng trắng tinh nè bạn, thấy không? Ừ. Đẹp lắm, nhiều con nó còn đẹp lắm bạn. Con này nó còn bố luôn nè. Đó, bố con còn dài cui luôn nè, ốc còn vàng 7 màu luôn. Đó. Rồi, lô này nó có 1 triệu rồi các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đầu. Có 1 triệu rồi, thì các bạn biết rồi, có 1 triệu rồi, các bạn giờ tháo lấy phụ tùng nha. Nếu mà các bạn nhập phụ tùng cắt cỏ, các bạn nhập 5 triệu cũng chả đủ đâu. Không đủ đâu giờ đâu đâu. Rồi, nó có 1 triệu bạc thôi các bạn, 7 cái đầu. Rồi, cái này không phải lô nha các bạn, cái này là đầu. Thì đầu này nó có cứng, có mềm nha các bạn. Không phải con nào cũng mềm, không phải con nào cũng cứng, mà cũng không phải con nào cũng sống, mà cũng không phải con nào cũng chết. Tức là hên xui đó bạn, hên xui mình bán sát lấy phụ tùng. Bên Nhật nó giờ vậy đó bạn, cái lô này là mình bán lỗ đó bạn, bên Nhật nó tính mình một cây á. Đó. Đó thì các bạn tính đây 1 2 3 4 5 6 7 con này. Thì các bạn thấy không, mình bán cái lô này mình lỗ gần 10 triệu á. Thật sự các bạn luôn, lô này mình bán lỗ gần 10 triệu nha. Bên Nhật nó tính mình một cây các bạn, chứ nó không có cho đâu. Cái này á bên đó nó quan tính đó bạn, nó không có cho đâu. Rồi. 1 triệu nha, 7 cái đầu. Rồi lô số 2. Lô số 2 này là được coi 1 nè, 2 nè, 3 4 5. Đó, lô này là 2.4 triệu nha các bạn, tính các bạn 2 triệu. Các bạn lưu ý là có con cây cần nó gập lại nha. Nè, cây cần nó gập lại nè, đó. Đó là mình trừ 400 rồi nha các bạn, 2 triệu còn 2 triệu thôi. Thì 2 triệu các bạn nghĩ mấy con máy? 1 2 3 4 5 con luôn. Các bạn làm nổ chừng 2 con thôi. 2 con hoặc là các bạn thích bán mấy con bán nha, bán 2 con đủ vốn rồi, hoặc là bán chẳng lẽ các bạn bán 2 con không đủ vốn, hoặc là cho 3 con đủ vốn đi thì các bạn lời 3 con. Đó. Đồ bò còn nguyên hết nha. Con này Echo nè các bạn, còn nó xây luôn nè. Con này nó là Echo gì đây, còn xây luôn các bạn. Echo 261. Nè các bạn, 281 các bạn nè. 281. Đó. Rồi. Con này là Mitsui T15 bạn, con này nè, Mitsui T15. Nè. Buri nữa nè các bạn, Buri. Đù mà chưa thấy con Mitsui T15 nào mà cái buri nó
Buririn của nó nè bạn, trắng tinh luôn nè, thấy không? Mới keng luôn. Má mới keng luôn. Má đời này mà sao nó mới giả mang cái ta. Dây giật của nó nè. Đó. Lô này là mình bán 2 triệu là hên xui nha các bạn. Tức là không bao gì hết nha, các bạn lưu ý giúp mình nha. Nãy giờ bán hàng mà quên nói thể loại mua bán bên mình để các bạn, nhiều bạn không biết. Tức là hàng bãi bên Nhật tới giờ các bạn mình bán đó, là cho các bạn là mình bán giá buông tay rồi, không bảo hành, không bao gì hết. Không bao ship, không bảo hành, không bán thiếu, không bán thiếu nợ đó các bạn. Đó, các bạn lưu ý giúp mình cái nha. Đó là, nhưng mà bên Nhật tới giờ là mình bảo đảm mình bao cho các bạn là như vậy. Tức là mình không có chọn hàng bãi Việt Nam vô cho các bạn. Thứ hai là bên mình không dọn nổ. Tức là ở đây là mình không có dọn nổ nha các bạn. Tại vì khi mà mình dọn nổ á, là những thợ bạn nhiều khi mình không quản lý được. Tại vì nó tới 5-6 thằng thợ lận. Là nhiều khi nó lựa những con máy mà nó ngon á, nó dọn nổ hết trơn, là những con hàng giặt á, nó sẽ đưa ra là nó bán hàng chưa dọn cho các bạn. Nên là mình không có dọn nổ là như vậy đó bạn. Chứ nếu mà mình dọn nổ là hàng giặt nó nhiều lắm, nó sẽ hàng chưa dọn nó sẽ lột về cho các bạn. Còn thợ thì quản lý không nổi đâu bạn. Tại vì 5-6 thằng nó làm sao quản lý được. Nhiều khi nó vô nó lựa con máy ngon nó dọn nổ. Còn con máy mà âm binh xà lưỡng nó đưa cho các bạn, nó quăng đó sao mình biết được. Đó vậy á, thợ nó dọc nát rồi nó đưa các bạn. Nên ở đây mình tuyệt đối không dọn nổ là như vậy các bạn. Mình không quản lý thợ được, mình không có dọn nổ. Đó, tại vì dọn nổ là thợ nó sẽ lựa những cây ngon nó làm trước, còn cây điểu là nó đưa là nó bán hàng chưa dọn. Đó, nên là mình không có dọn nha. Ở đây là mình tuyệt đối là không có dọn luôn, không khói lửa, tức là không bao giờ dọn nổ, không bao giờ đổ xăng làm nổ luôn. Dời sau là bán dậy luôn, bán hết luôn. Đó, mình dời có tháng mình dời 5.000 cây, có tháng mình dời 1-2.000 thôi. Anh em đại lý nào mà muốn bao hàng bên mình là ví dụ cho tao bao cái loại đó, ví dụ các bạn bao loại này đi, cái này có người bao rồi nè. Bao cái thằng TG hoặc là cái thằng Mitsu 130, 140, các bạn chỉ cần bao mình thôi là mình dời bao nhiêu mình quăng đây hết. Đẹp xấu gì đó, nó nhiều cây nó đẹp vậy nè các bạn, mình quăng hết luôn. Mình không có bán ra nha, mình các bạn hỏi mua lẻ mình cũng không bán luôn. Tại vì người ta bao là mình quăng hết luôn. Đó là cách mua bán bên mình. Anh em nào mà nếu mà muốn hợp tác làm ăn với mình mà muốn bao cái hàng loại đó, ví dụ bao cái hàng loại này đi, ví dụ vậy đi, thì mình dời là xấu đẹp gì mình gom hết cho các bạn. Đó, gom hết cho các bạn luôn, hàng hợi, hàng gì, hàng lớn, hàng nhỏ thì mình gom hết vô luôn. Đó gọi là bao hàng đó các bạn, là mình không đăng lên mạng mình bán nữa, mà cái hàng đó là mình không đăng nữa. Đó, vậy đó. Rồi lô số 3 này là 1 triệu nha các bạn, lô số 3. Cái lô này thì nó là S20 nha, S20. Có 2 cây rồi các bạn mà hơi dữ lắm nha, hơi lộ này. Nè, dây giật nó này, nãy mấy đứa giật thử à. Dây giật trắng lắm nha các bạn, đó, đẹp. Hơi dữ lắm. Rồi lô này 1 triệu thôi, có 2 cây rồi các bạn, 2 cây thôi. Đó, bò nó nè. Rồi lô số 4 bạn, lô số 4 này là 5 triệu 5 cây. 1 2 3 4 5. Lô số 4 này mình thấy nó là liền nha. Thứ nhất là liền đồ nè các bạn, liền. Nó mất cái gọng dây đeo lộn cái dây mà để gắn cái bình xăng lại bạn. Nó rớt từ bên Nhật các bạn, chứ mình không có lấy nha. Nhiều anh em thợ không hiểu lầm lắm mấy cái vụ đó nhỏ nhặt. Mấy cái quỹ này mình không có lấy làm gì đâu bạn. Mình có mình cho thêm chứ mình không bao giờ mình. Nhiều anh em thợ nó mình tháo này tháo kia mình lấy. Thật sự các bạn, chứ mình lấy mình quăng rác luôn, chứ mình lỡ đây làm gì. Mình chả có làm đến mấy đồ đó nha. Rồi, đó đây nè. Còn này là còn xoay nha các bạn. Anh em nào chuyên làm dòng này thì biết rồi, không cần giải thích nhiều. Còn xoay 380 độ, khích dịch luôn nè các bạn. Khích Nhật nó làm thì khỏi nó bàn rồi nha. 253 sang trên. Cái dòng này anh em hỏi nhiều lắm. Lần nào mình lên video anh em hỏi quá trời luôn mà không biết, nhiều anh thợ làm dòng này không thấy anh ra mặt luôn, không thấy lộ diện luôn, không biết anh nào làm luôn. Rồi lô số 4 này là 5 triệu nha, 5 con. Dòng này thì nó hợi nha các bạn. Dòng này bán lẻ, giá bán lẻ nó 2.8 triệu một cây luôn á, 2.4 triệu một cây dòng này á. Rồi lô số 4. Rồi lô số hơi ok hết nha các bạn. Nãy mình bảo mấy đứa giật hết rồi. Thằng này 10 con là hơi của nó, là đa số là 10 con là đều ok hết thằng này á. Dòng này thì nó trâu bò rồi. Lô 13 bạn. Lô này có 1.6 triệu thôi. Hai con này nó là Rubin 262 nha các bạn, nòng 34 ly, 263, 262 nòng 34. Đầu bò của nó là 7 khí nha, còn ống còn 25, 7 khí. Lô này là lô 13 nha các bạn. Hai con Rubin. Lô 13, lô này 1.6 triệu nha. Hai con Rubin nha các bạn, nòng 34 ly.
Hai con này nó liền nha bạn, liền áo gió. Cái nắp này nó hay móc lắm nè bạn, nắp này nè hay móc lắm, nắp này nữa nè. Nhưng mà cái này nắp với lại hai nắp này nó còn nguyên nha. Rồi rồi, lô này là lô số 12 nha các bạn, lô này là Tanaka chữ A nha. Thì cái lô này có hai con nó bị mất cái áo bô nè các bạn, mà cái bô nó còn trắng đó bạn, bô đẹp nè. Hai con này mình trừ 300 nha các bạn, nó mất cái áo bô nè. Đây mình có ghi nè các bạn, Tanaka chữ A là cái lô này là 3.9 triệu nha các bạn, trừ 300 còn 3.6 triệu đó nè, tức là 3.9 triệu nè, trừ 300 mà trừ 300 hai cái áo bô các bạn là còn 3.6 triệu nha. Lô này thì mình thấy nó đẹp nha các bạn, hốt nhanh nha, chứ mình thấy nó lô này đẹp mới, đi giật chắc còn trắng tinh luôn á, hơi còn dữ lắm bạn. Dây này bạn thấy không, nó ken à, đó hơi là ok hết nha. Mình cho mấy đứa giật thử hết rồi bạn. Đồ bò nó đây, Tanaka này nó có 24 nữa nha các bạn, 27 nữa nè, nè 27 nè, đó 24 nè, con này 22, con này 22 đó, 24 27 đây bạn, đồ bò còn nguyên si hết nha. Rồi lô này có 3.9 triệu rồi, lô số 12 nha các bạn, lô số 12, lô này đẹp bạn, lô này mới lắm, mình thấy nó mới mà đẹp nữa nè. Lô 12 nha, 3.9 triệu nha, quay đằng sau nè, đây bạn, đó đẹp, đầu bò còn nguyên hết nha các bạn, đầu bò nè, đầu bò còn trắng lắm bạn nè, trắng nè, trắng cỏ còn nguyên hết nè, đầu bò ốc nó chua xét luôn nè, bảy màu luôn, mới ken luôn, đầu bò mới lắm nha các bạn, Tanaka này nó giờ mới lắm, hiểu sao luôn, nó mới. Rồi lô này lô 11 nha các bạn, 4.8 triệu đây, lô này nó tới 8 cây luôn nha các bạn, 1, 2 nè, 3, 4 nè, 5 tum rời hết luôn, tum nhôm nè, con này tum nhựa nè bạn, con này tum nhôm nè, nó tum nhôm nó chày sơn nè, này tum nhựa tum nhôm luôn kìa, đó tum nhôm tum nhựa tùm lum hết á. Dòng này nó xài chế quanh bờ rú lê đỏ nha các bạn nè, chế quanh bờ rú lê đỏ nè, đó bạn, lê đỏ, chế lê đỏ. Thì cái lô này nó có 4.8 triệu thôi mà 8 cây luôn nha, các bạn bán 4 con là đủ vốn rồi. Chẳng lẽ các bạn giờ làm nổ 4 con đủ vốn, dòng này dễ làm lắm nha các bạn, bảo đảm dễ làm luôn, dòng này rất dễ làm luôn, dọn dễ lắm. Chỉ giật nó nè bạn, trắng tinh luôn nè, thấy không, thấy không bạn, như máy đập thùng luôn á, mới như máy đập thùng luôn. Rồi đồ bò của nó nè, còn chén dao kẹp dao đầy đủ nha, cái lô này là hay ở chỗ là chén kẹp dao đầy đủ hết luôn nè, thấy không, còn cái ổ cước rin luôn nè bạn, ổ cước nhôm luôn. Rồi lô 11 này là 8 con 4.8 triệu nha, ghi đông tay lái là còn hết luôn nè bạn, thấy không, đẹp. Cần kiến đồ các bạn nhìn nè nha, đó bạn nhìn rộng ra nè, đó cần kiến đồ nhìn đẹp lắm nha, đó nguyên si hết luôn, lô này quá rẻ luôn bạn, có 4.8 triệu thôi, 8 cây luôn đó. Rồi lô số 10 bạn, lô này thì có 2.7 triệu thôi, lô này là Komatsu nha các bạn, Geno Komatsu 22 20 21, đây bạn 22 nè, hai con 22 20 nè, đó 20 22. Rồi bò đây, lô này 2.7 triệu bạn, 10 lô số 10 nha, 2.7 triệu, con này mới lắm, con màu hồng mới, với ta bô nó còn trắng tươi nè bạn, dây giật nữa nè. Rồi con ghi áo nó hơi xấu nha các bạn, giờ chào nó ra. Rồi 2.7 triệu là lô số 10 đó, tay lái còn đầy đủ nha. Rồi lô 11 bạn, lô này là Echo. Echo này thì cái con 260 này nó đẹp nè bạn, đó này 26 nè, con này 22 nè, lô này nè, đó đẹp, con này ra bóp luôn nha, con này nó, con này bên Nhật tới giờ nó móc cái miếng dưới này, mai đóng hàng mình cho bạn cái miếng cùm nha các bạn, miếng cùm này nè, ra bóp nè bạn, ra bóp luôn. Đầu bò còn nguyên nè. Thì lô này lô số 9 này 1.6 triệu thôi, ga bóp hai con đều là ga bóp bạn, con kia ga bóp luôn kìa, đó. Nhưng mà cái ga bóp cái con màu cam này mình thích hơn nè bạn, ga bóp này dày hơn nè, đó. Rồi lô 9 này có 1.6 triệu thôi, thì một con 26 một con 22 nha các bạn. Cái con 22 màu xanh nó mới lắm bạn, mới ken luôn à, mình săn nó kìa, đó mới ken luôn.
nó như mấy nắp thùng các bạn. Này giờ để trưng bày cũng được nè. Đó. Rồi. Lô này là 1.6 triệu bạn, lô 9. Lô số 9 các bạn, lô số 9. Rồi lô số 10. Ủa. Lô 12 lô à. Nãy giờ quay ngược lộn ngược nha các bạn, lô này là lô 11. À lô 11. Rồi lô 10, lô 9. À nãy giờ quay lộn ngược các bạn. Rồi rồi. Rồi thôi, cỡ cha lỡ rồi quay rồi thôi. Rồi tiếp bạn, lô này là lô Ruby. Lô này là toàn 26 nha các bạn, toàn 26 thôi. Thì có một cây nó mất áo nè các bạn, mất cái áo. Anh em nào chuyên làm dòng này thì các bạn chắc có áo nha. Nhiều khi các bạn chuyên làm dòng này thì các bạn có áo, nhưng mà tin tôi muốn mình dời bao nhiêu bán hết trơn à. Cho nên bữa nay không còn cái áo nào luôn. Đó. Đó các bạn, thì cái mình dời bao nhiêu là có bao nhiêu mình bán, mình lên hết lô cho các bạn luôn, mình bán hết. Nên đâm ra là mình không còn cái áo nào để trong nhà. Cái áo RGB này đó, mấy hôm mình nhiều lắm. Rồi lô 14 này là 5.4 triệu các bạn, trừ 300 là tức là cái con bị mất áo các bạn, trừ 300. Rồi, còn 5.1 triệu nha. Đồ bò nó nè các bạn. Đồ bò nó nè, đó. Còn nguyên hết nha, còn không con nào rớt đầu bò đâu. Bồ nó nè, cái con mất áo nè, các bạn nhìn cái bồ nó nè, nó trắng tươi luôn các bạn thấy không? Đó, mới keng nè, ốc của nó nè, các bạn thấy không? Mới keng luôn. Dây nó nè. Máy này bên đó hình như là nó xài chứ một nước xăng đó bạn, bồ trắng tươi nè. Thấy không? Bạn thấy không? Đù cái dòng này nó mới lắm nha, mà nó dòng này thì các bạn biết là nó đang rất là chuộng luôn các bạn. Nè, dây giật nè. 26 nè các bạn, đồng 34 luôn. Máy của nó là máy hu nha các bạn. Máy Huvana, thằng này đợt mình tháo ra bạn, ở trong nó dập Huvana luôn. Đợt mình có tháo mấy con các bạn, hồi xưa mình bán lẻ mình hay tháo dòng này ra để mình làm lắm. Mình làm ở dòng này á, mà dòng này chạy rất là xăng nha. Chạy cực kỳ lợi xăng luôn thằng này á. Nè, đồ áo gió nó nè các bạn. Ừ. Nắp nó đó nè. Có ký hiệu luôn nè các bạn, đó. Này chạy bao lợi xăng luôn nha các bạn. Cho nên là thằng này các bạn mà bán bây giờ xăng dầu nó lên, các bạn bán này là đúng bài luôn bạn, đúng thời điểm luôn. Là thằng này nó lợi xăng. Mà lô này toàn 26 thôi nha. 26 á nha các bạn, 26 á luôn. Có một cây duy nhất thôi nha các bạn, cái này 262 nè, 265 nè. 262, 262 luôn. Con này nó là 232 các bạn, một cây thôi. Nhưng mà cái con 23 này nó là hợi nha các bạn. Nó tuy nó 23 nhưng mà nó hợi tum rời. Cái thằng này nếu mà các bạn xé ra bán giá thợ luôn là hơn 1 triệu luôn á. Này nè. Đó, hợi á. Rồi. Lô này VIP nha. Rồi, 5.1 triệu nha các bạn, 5.4 triệu còn 5.1 triệu, lô số 14. Rồi hết bạn. À lộn, lô số 15. Lô 15 này là ba con green nha các bạn. Lô 15 này thì coi 1.5 triệu trừ 300 bởi áo. 1.2 triệu. À. Đây bạn, lô này có trừ 300 nè bạn, 1.5 triệu nè. Đây con này bởi áo này bạn, trừ các bạn 300 luôn. Chứ con này mất bình xăng con nha. Giờ các bạn mua bình xăng mới bỏ vô. Đó là mình trừ 300 ngàn là các bạn, bình xăng mới nó bao nhiêu tiền đâu. Trừ 300 con này có trợ lực luôn nè. Ừ. Rồi. Lô 15 bạn. Lô này đậu bò còn nguyên nha. Con 1.2 triệu rồi các bạn, bán 3 bộ cần không là gần chịu rồi bạn. 3 bộ cần của nó không chịu mẹ rồi. Rồi lô 15 này con 1.2 triệu thôi nha. 1.5 triệu trừ 300 bởi áo các bạn. Lưu ý lô này là mình trừ 300 là bởi áo với là thiếu bình xăng nha, thiếu bình xăng con á. Rồi. 1.5 triệu. 1.2 triệu chứ, lô này 1.2 triệu. Lô 16 bạn, lô này là Echo trắng green nha các bạn, Echo green. Lô này để coi, lô số 16 này là 3.7 triệu nha. 5 con. 5 con nha các bạn, 3.7 triệu. Rồi. Đồ bò nó nè bạn, đó. À lô này có cây cứng nha các bạn. Tức là cái lô này 4 triệu bạn, trừ 300 cứng còn 3.7 triệu. Rồi. Cái chỗ trắng thì cái cần nó đẹp bạn, cần nó mới. Dòng này nó phù hợp cho mấy anh em nào mà bán hàng trên mạng các bạn. Tức là mình bán lẻ trên mạng thôi. Đó, là rất phù hợp luôn tại vì nó mới bạn, nó mới dễ bán. Đồ bò nó nè. Đẹp. Rồi 3.7 triệu thôi. Lô 16 nha. Cái này nó dơ các bạn, giờ rửa ra thôi. Hai con màu xám này là hợi nè bạn. Hợi này, dòng này mình thấy anh em bán 1.7 triệu con á. Rồi,
Lô cuối cùng ngày hôm nay bạn, lô này là lô số 17 bạn, lô này 2.4 triệu. Thì cái lô này có hai con 24 bạn, mà hai con 24, một con 20. Ê cho nha bạn, cái thằng 24 này là nòng 34 bạn. Còn 20 này là nòng của nó như 31 32 gì thôi. Ờ, thì cái thằng nòng của 34 này bỏ vô nòng 32 này, thằng 31, thằng 20 này vừa luôn nha. Rồi lô 17 2.4 triệu bạn. Đầu bò nó đây. Đầu bò nó đây. Thằng này nó xài ống còn 25 7 khí nha các bạn. Ba con này đều là trợ lực hết luôn. Nè. Rồi, con này nó có áo bô nè bạn, đó, áo bô nó nè. Rồi hết rồi bạn. Rồi thôi mình kết thúc video đó các bạn. Xin mến chào tạm biệt các bạn nha. Chúc anh em và các bạn mua may bán đắt nha, vạn sự như ý. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.